À, gì là gì là quay qua mình sao à, đưa mong là đưa đỏ hắt rồi sao Ôi, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình. Thì mình là Bích Ngọc nè. Thì hôm nay mình có một cái ý để thử lòng chồng mình, đó là kiểu việc nhẹ, gấp nhẹ luôn mà lương lại cao nữa. Thì nói chung là cũng không biết nói như thế nào. Thì mọi người muốn biết cái nội dung nó và cái kết nó sao thì mọi người hãy xem hết video nha. Bây giờ thì mình sẽ kêu chồng mình vô để hỏi cái việc nhẹ lương cao đó, cho chồng mình có cho phép mình đi làm không ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ đặt góc quay rồi, kêu chồng mình vô nha. Ok, mình đã đặt góc quay xong rồi, thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài kêu chồng mình vô nha. 2 hours later. Không ăn cơm rồi mọi người ơi, chắc ăn rồi chút vô thôi, tại vì giờ này mới đi làm vậy á. Thế nào lát cũng vô à, kêu nó bớt cách kiểu. Giờ thì đợi thôi. Ngủ ngoài luôn cái gì trời. Mới nhắc vừa tới. Nhắc làm gì? Chị đóng lương. Ghê mấy chỗ của mấy bức. Nói gì sao? Thì ghé chỗ nó có bút thì nó có bút. Tụi không nói cái gì nó giấu hả? À, bỏ qua chuyện đó đi. Em kể anh nghe chuyện nè. Em mới tìm được một việc này. Mấy bạn trên đó nói là có mình nên anh đi làm việc nào khác. Cho nên là em cũng mới tìm được việc này. Em đi làm nha anh. Việc nhẹ lương cao đúng không? Làm gì? Việc gì? Bữa nay có cái ông đó, ông nhắn tin qua Facebook của em. Ông nói ông muốn em làm mà một tháng là làm mà, tại vì ông đi làm suốt à. Cái ông nói ông chỉ nghỉ ngày chủ nhật thôi. Ông kêu em tháng lại làm 4 ngày chủ nhật đó. Tháng 10 triệu. Wow. Vậy? Tháng 10 triệu mà làm 4 ngày. Ừ đúng rồi. Ông có bị điên không? Không, tại vì chắc em nghĩ là kiểu như nguyên tuần đó không có nhà, rồi nguyên tuần đó không ai dọn dẹp nhà cửa á. Mà kiểu như em lợi một ngày chủ nhật đó mà em dẹp hết, kiểu như nguyên tuần nó dồn lại bụi bụng, bụi gì ta? Bụi bặm. Bụi gì? Bụi bặm. Ừ, bụi bặm. Bụi bặm được không mà? Kiểu như 7 thì một ngày thì nhẹ nhẹ, còn 7 ngày thì chắc em làm hết nguyên ngày á. Bởi vì em thấy cực. Với lại chăm con nít nữa anh. Hình như chăm con ổng nữa. Cái gì mà ba cái gì sugar baby gì đó là chăm nít đúng không? Vậy. Hả? Sugar baby hả? Ờ đúng rồi, là chăm nít đúng không? Thì ổng nói với em á là chỉ cần loại quét dọn nhà cửa với gì sugar baby vậy, chắc là chăm em bé cho ổng, chắc chăm con cho ổng á. Mà làm giúp việc nhà cũng mắc coi tướng táo rồi nữa. Ông kêu em chụp hình cho ông coi cái tướng từ trên dưới đi, ông coi được gì không. Cái em chụp em gửi qua. Tại ông nói giá rồi em mới chụp nghe, chứ ông nói giá chưa chụp đâu. Ông nói giá em coi được. Thì nằm đi em đấm lên nói cho anh nghe. Thấy không? Thấy em hay không? Trời, tự nhiên tháng được 10 triệu mà làm có 4 ngày. Cái gì nó lại? Tháng 10 triệu là 4 ngày à, giữ em bé. Giữ em bé với quét dọn nhà cửa đồ thôi à. Sugar baby. Ừ đúng rồi, là nuôi là giữ em bé. Biết sugar baby là cái gì không? Biết sugar baby là cái gì không mà đi làm? Chụp hình cho ông coi nữa. Đâu, chụp bình thường chứ em đâu có mặc bikini gì đâu. Thì em mặc đồ gì nè, cái em chụp luôn nè. Ông nói coi tướng tá được rồi ông mới nhận. Cái em chụp ông nói ông nói nếu mà em chịu làm á thì mời em đi lại làm luôn. Rồi ông lên lại tới đó rồi ông mời lên thứ bảy à. Ủa mời chủ nhật mà mời thứ sáu. Ủa gì là ông lộn rồi đó.
Vậy là chủ nhật lại làm. Là chủ nhật ổng ở nhà hay gì? Ừ, ổng đi làm. Ổng đi làm từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật ổng mới ở nhà. Điên. Điên. Điên, có bị điên không? Sugar Baby là cái gì biết không? Lên mạng coi ai. Sugar Baby là cái gì? Là gì? Là giữ bé không? Phải giữ bé hả? Ờ, giữ con không? Ủa, giữ nhỏ ổng á. Đi giữ nhỏ của ổng á. Đúng rồi, giữ thằng nhỏ của ổng á. Ủa, chưa hỏi ổng mà ổng biết con trai con gái luôn hả? Biết. Ủa sao ổng biết con trai con gái luôn vậy? Thì ổng có một thằng nhỏ mà bà. Kiếm thằng nữa cũng không ra luôn. Ủa anh biết ông nào luôn? Biết, họ không cần biết nhưng mà anh cũng biết thôi, ổng có một thằng nhỏ. Ủa vậy hả? Ừ. Trời hay vậy? Trời, còn sao, đi làm được không? Cũng giống như anh vậy đó, một tháng đưa cho em 5-6 triệu vậy đó. Ngày ba cũng nháy vậy. Damn! Nhiều hơn, chỉ là nhiều hơn ổng thôi. Làm sao? Đâu, không. Ổng chỉ nói em là Sugar Baby gì đó. Ừ, à, đúng rồi. Cái đó là thì giữ nít với quét dọn dẹp dẹp. Ổng có giữ nít. Không phải hả? Vì là dọn dẹp nhà ổng, em chỉ cần dọn dẹp nhà cửa rồi thôi. Giữ thằng em của ổng không à? Sao không hỏi thằng em? Ổng nói con. Ủa ổng không có nói con, ổng chỉ nói là Sugar Baby. Thì Baby là nít mà, chứ thằng em gì? Còn ổng là Sugar Daddy. Phải không? Đúng rồi, ổng có nói gì à? Không. Sugar Baby với Sugar Daddy á, là ổng đó. Ổng là Daddy, còn em là Baby đó. Chưa hiểu luôn hả? Rồi. Bọn em chưa nghe luôn. Chưa. Cái đó. Rồi sao? Rồi có đi làm được không? Làm cái đầu của mày á, làm. Má nói gì vậy? Làm bị khùng hả? Có bị khùng không? Tự nhiên nói gì vậy? Tự nhiên cái mày tao à? Có bị điên không trời? Tự nhiên chụp hình cho người ta coi luôn hả? Chụp gì nè? Tao chụp bình thường như cái ảnh tao đăng Facebook thôi. Chứ có phải lọt đồ ra chụp đâu má. Chụp gì nè, bình thường. Chụp gì thôi. Như ảnh em post lên Facebook thôi. Để anh lên anh coi, em coi Sugar Baby là gì. Sugar Baby là gì đúng không? Sugar Baby. Sugar Baby. Sugar là đường. Baby là em bé. Em bé Sugar đường. Baby. Sugar Baby. Đường em bé. Em bé ngọt ngào. Sugar Baby. Sugar Baby là gì? Nhưng mà ổng nói em làm việc nhà. Ổng nói em làm việc nhà nữa. Việc nhà mà 4 ngày có... Đây. Đây để anh cho em coi Sugar Baby là gì. Nè, nhiều đứa đăng lắm nè. Con muốn tìm Sugar Daddy. Càng lớn tuổi càng tốt. Sugar Baby không phải Daddy. Thì nó là con gái, nó phải kiếm là Sugar Daddy rồi. Biết không? Nè, tùm lum hết trơn nè. Nè, nó coi đi. Đó. Sugar Daddy là gì? Sugar Baby là gì? Lộ gấp Sugar Baby 2K. Sugar Baby 2K là sao? Nè, một tháng 8 đến 10 triệu nè. Đúng rồi. Hả? Giống không? Đi gan, ổng nói đi gan luôn không? À, nhưng mà ổng nói em làm việc nhà. Việc nhà lương cao, làm gì có việc nhà. Là sao ta? Ủa gì em làm gì? Kiểu như sao? Để anh nói cho em hiểu nha, em ngu lắm. Anh nói nặng đi nữa. Giống như em chỉ cần quay một đường hát vì sao. Gì từ cái bài hát hay gan gì đó. Là sao? Quay qua còn sao? À, đưa mông nè, đưa đầu hắt rồi sao? Đầu hắt ngu, cho bỏ tội ngu nha. Có đó giống như làm gái đó con. Ngu nè, ngu, không hỏi gì hết trơn. Bỏ tội ngu. Ngu gì? Người ta kêu đi làm gái cũng không hay nữa. Gái gì gái? Ta kêu làm việc nhẹ lương cao. Tham không?
một tháng nó đưa 4-5 triệu rồi, rồi cái gì nữa, một đêm hơi khuyến mãi cho thêm một nháy rồi đòi gì nữa. Bây giờ cho đi làm không? Không nói gì, bị khùng không? Có bị khùng không? Không nói. Nói gì rồi không hiểu nữa. Ông nó đi làm việc nhà mà. Còn cái sugar baby đó là kiểu ngoài lời thôi, em nói ngoài lời. Đúng rồi. Việc nhà là việc chính, còn sugar baby đó, cái chuyện sugar baby đó là... Ông cục luôn nè. Còn lao, đóng lưng đi, mệt quá à. Thôi chào. Muốn đi làm gái hay gì? Làm gái, tao không đó, hơn tuổi già rồi. Cái đó là phạm luật đó, phạm tội rồi đó. Làm gái đó, cái đó giống như là bị bán dâm đó con. Phải không? Chứ gì nữa. Cho cái tên Sugar Baby nghe nó cute for my well quá nhở. Vậy mà em tưởng được trong nít không à. Đúng rồi, em không có trong nít. Trong thằng nhà thằng em của ổng. Thằng em của ổng nó bị câm điếc. Nó chỉ biết thục vô thục ra thôi à. Thằng này hả? À, không có tai, không có mắt. Có cái miệng không à. Lâu lâu nó ói ra miếng. Thôi, vậy thôi giờ ngày mai em đi. Ủa, ngày mốt em đi. Chưa em nghe em nói cho đừng lên động. Em sẽ nói với ổng là em chỉ làm việc nhà thôi. Còn em không biết làm cái sugar baby gì đó. Gọi là vô cái chổng mà ổng đè ổng hiếp dâm mẹ. Ổng già ngon. Ổng già nói mà tức á. Đạp cái đầu dính vô trong tôm luôn bây giờ. Tin không? Ngu nó không hiểu mà còn nói tới nữa. Vậy đã thì hiểu rồi. Bởi vì em mới nói là em đi gọi em nói với ổng là giờ con giúp việc nhà cho chú thôi, chứ con không biết làm sugar baby gì đâu. Em gọi em nói giọng gì đó thì giờ đi thử một ngày thôi là từ đó thì sau là gần luôn à, đâu cần quận 1, quận 2 đâu là biết hết trơn luôn rồi. Vậy giờ không cho đi không? Nè, không cho đi thì thôi. Khùng nói gì á, nói hoài không hiểu hả em? Hiểu rồi. Hiểu sao giờ? Hiểu sao cái mặt giỡn ngư quá vậy? Thì em cho đi thì thôi, nó không cho đi. Để lát nói ổng trọng nói nữa. Trời ơi. Thì lát, à tại vì ổng kêu mơ ổng đi lộn rồi gì mốt. Ủa, ổng ở đâu để tôi đi lại tôi làm cho. Ổng không, ổng nói là ổng tiện nữ thôi, tại vì nữ mới biết cho việc nhà. Thì tại vì nhắn tin đó, ổng kêu mơ lại là ngày mốt đó. Ổng kêu lại, rồi giờ em nhắn tin em nói là chồng em không cho, em không có, ơ con không có đi lại được chú ơi, chú kiếm người khác đi. Một nụ cười luôn he. Dữ không? Như chó vậy trời. Cái gì ngu, em có bị lừa tiền bỗng gì đâu mà ngu. Ừ. Đâu có bị lừa đâu. Thử đi rồi đó, nó có lừa không? Thì giờ em không đi lại thì giờ em nhắn tin trở hay cái. Chặn luôn nha. Nhắn một cái tao đập bể mặt á. Khoan. Hay nói nghe cái này nè. Khoan gì, tiếc nuối hay gì? Không, kiểu... Kiểu gì? Em tính đi lại làm, lấy 4 triệu thôi, 4 ngày 4 triệu. Đi làm công việc nhà thôi. À, đúng rồi. Giỡn mặt hả gì? Nói nãy giờ không hiểu luôn. Gì em nhà anh nuôi nha. Nở bò hả vậy? Em nhà anh nuôi nha. Ủa chứ đó giờ nó nuôi ai vậy? Ôi, gì đó không biết sao có con vợ ngu như chó vậy. Chứ đó giờ em có bị chậm tiêu hả? Ba bi lại gì đâu. Ủa cầm thỏi lướt có ngàn có biết luôn. Có sugar mommy không ta? Muốn gọi lại gì cũng được chứ có chữ sugar là được à. Sugar chồng. Đấm lưng đây. Đúng quá à. Ok mọi người ơi, thì màn chồng của mình quá là thành công luôn á. Thì mình sẽ chắc là sẽ không nói cho chồng mình biết mình cho đâu. À không,
tới đăng clip thì ông cũng biết thôi. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Nếu mọi người thấy hay thì như like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.